Đường Vành Đai 3, đoạn từ cầu Mai Dịch hướng cầu Thăng Long, Hà Nội, từ lâu được mệnh danh là đường bát nháo kể cả dưới thấp và trên cao. Tại đây, hàng loạt xe khách làm mưa làm gió dừng đỗ đón trả khách, hàng hóa, công khai vi phạm luật giao thông mỗi ngày. Đây là một buổi xử phạt của đội cảnh sát giao thông số 6, Công an Hà Nội. Rất nhiều xe vi phạm đã bị lập biên bản. Có tài xế còn cố ý chây ì, câu giờ không hợp tác với cơ quan chức năng. Nhiều lái xe lấy đủ lý do biện minh cho hành vi của mình hoặc nhận lỗi qua loa và xin rút kinh nghiệm. Vâng, hôm nay em đi xuống đường dưới này là xe em không được đi đường dưới này. Hôm nay em đi xuống đây là các anh cảnh sát giao thông đã ra và nhắc nhở và sẽ xử phạt. Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm không đi đường dưới này nữa. Thì khách có khó khăn, giờ các nhà xe nhiều khách mình thì chiều khách một tí thì để có người có doanh thu là xe này. Là do nhà xe rút kinh nghiệm ấy ạ. Hẹn khách ra đúng điểm để đón không đi xuống dưới này. Theo Nghị định 46 của Chính phủ quy định, các lái xe đón trả hành khách trên đường cao tốc sẽ bị xử phạt từ 5 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Tuy nhiên, mức phạt này vẫn chưa đủ răn đe nên tình trạng vi phạm vẫn diễn ra phổ biến. Hiện đội cảnh sát giao thông số 6 đã đề xuất với các cơ quan chức năng tổ chức lắp đặt camera phạt nguội trên dọc tuyến Phạm Văn Đồng, từ đó tăng cường cho công tác kiểm soát cũng như xử lý các vi phạm giao thông trên tuyến.